I really want to travel to other countries to know more about English. I want to travel to America, Australia or England. Đó là ước mơ của Ngọc Khánh, Á quân cuộc thi vô địch tiếng Anh Cambridge 2017 do Ocean Edu tổ chức. Theo chia sẻ, trong các môn học chính, Ngọc Khánh cảm thấy yêu thích nhất môn tiếng Anh và học rất siêu môn này. Cô bé thường tự mày mò và tìm những chương trình học tiếng Anh mà em thấy hiệu quả nhất. Cũng chính vì niềm đam mê lớn, Trương Ngọc Khánh đã tự tìm hiểu thông tin về cuộc thi vô địch tiếng Anh Cambridge do Ocean Edu tổ chức. Cảm thấy hứng thú và muốn thử sức, cô bé đã tự tham gia đăng ký với quyết tâm chinh phục giải thưởng cao nhất. Cambridge Primary and Junior Achiever, cuộc thi vô địch tiếng Anh dành cho tiểu học và trung học cơ sở, là cuộc thi đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học khối lớp 4-5 và trung học cơ sở khối lớp 6-7-8 và được phát động trên 22 tỉnh thành trên cả nước. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Ngọc Khánh đã đạt được rất nhiều thành tích cao qua các vòng loại cấp trường, cấp tỉnh. Khi tiến vào vòng cuối cùng, vòng chung kết của cuộc thi, được sự khuyến khích của bố mẹ, Khánh đã luôn tận dụng mọi cơ hội và thời gian nhiều nhất có thể để được giao tiếp với các giáo viên nước ngoài tại Ocean Edu. Trước một cô học trò hiếu học và có chí cầu tiến, các giáo viên của Ocean Edu rất kỳ vọng và bồi dưỡng nhiều kiến thức giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vòng chung kết cấp quốc gia của cuộc thi Cambridge, nơi sẽ có rất nhiều những đối thủ cùng trang lứa tới từ mọi tỉnh thành. Khi mà con vào trung tâm Ocean Edu con học là cái khả năng giao tiếp và cái khả năng phát âm của con cải thiện rất nhanh, khả năng nghe cũng thế. Mình còn phải thấy là nó gọi là phát triển nhanh vượt bậc luôn. Không chỉ là nơi đào tạo các em về ngoại ngữ, Ocean Edu còn là cầu nối giúp các em nhỏ có niềm đam mê giống Khánh có thể thỏa mãn đam mê và chấp cánh ước mơ. Phần thưởng Á quân khối tiểu học trong cuộc thi vô địch tiếng Anh Cambridge là bước đệm cho Ngọc Khánh, giúp em tự tin hơn để vươn tới ước mơ của mình. After that, I want to continue study English in Ocean Edu. In the future, I really want to travel to other countries to know more about English.